Đến tháng quý 2 năm 2022 thì thông báo là chúng ta vượt qua GDP của Singapore và Malaysia. 2007 nền kinh tế của Philippines gấp 3 lần Việt Nam chúng ta. Năm 2007 thì Philippines nền kinh tế của họ lớn gấp 3 lần chúng ta. Và đến năm 2022 thì kinh tế Việt Nam vượt Philippines. Đây là cái câu chuyện mà tất cả cái thế hệ chúng tôi đều nghe ở bên lỗ tai, đó là phải 20 năm sau chúng ta mới bằng Thái Lan bây giờ. Thì tôi nói là đó là cái lời nói sai, đó là đánh giá sai. Còn những người hoạch định chính sách, bạn đấy phải biết được điều gì ngày mai. Tôi trịnh trọng thông báo với bạn ngày hôm nay là nền kinh tế Thái Lan bây giờ với nền kinh tế Việt Nam nó là 1:9:10. Bây giờ ta sẽ nói tiếp về kinh tế Việt Nam. Thế thì nói về GDP thì hiện nay á, về cơ bản GDP của chúng ta đã vượt qua. Đến tháng quý 2 năm 2022 thì thông báo là chúng ta vượt qua GDP của Singapore và Malaysia. Đấy, là chúng ta thấy đó là thành tựu to lớn. Thì chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì khi mà người ta đang làm một cái đất nước phát triển, chúng ta còn chìm ngập vào trong chiến tranh. Đất nước chúng ta còn chìm vào trong chiến tranh và chúng ta cách họ rất là xa. Năm 2007 nền kinh tế của Philippines gấp 3 lần Việt Nam chúng ta. Năm 2007 thì Philippines nền kinh tế của họ lớn gấp 3 lần chúng ta. Và đến năm 2022 thì kinh tế Việt Nam vượt Philippines. Đó là cái thành tựu của bàn tay. Tôi nói với các bạn là đuổi kịp họ thôi. Khi mà tôi lớn lên thì tôi nghe những cái điều rất là buồn. Những năm 2010 ấy, tôi nghe những cái điều rất là buồn. Và tôi cũng không biết là người ta nói là chúng ta mất 20 năm để bằng Thái Lan bây giờ. Đây là cái câu chuyện mà tất cả cái thế hệ chúng tôi đều nghe ở bên lỗ tai, đó là phải 20 năm sau chúng ta mới bằng Thái Lan bây giờ. Thì tôi nói là đó là cái lời nói sai, đó là đánh giá sai. Còn những người hoạch định chính sách, bạn đấy phải biết được điều gì ngày mai. Tôi trịnh trọng thông báo với bạn ngày hôm nay là nền kinh tế Thái Lan bây giờ với nền kinh tế Việt Nam nó là 1:9:10. Ngang cơ. Dân số của Philippines là 110 triệu người. GDP của họ thấp hơn chúng ta một chút. Dân số của Việt Nam chúng ta là 100 triệu người. Và nền kinh tế của chúng ta lớn hơn Philippines. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta thấy một cái miếng xương xấu nhất, đó là nền kinh tế thứ ba của ASEAN là Philippines chúng ta đã vượt qua rồi. Chúng ta đã vượt qua một cái ngoạn mục kinh tế của Philippines. Để mà từ năm 2007 người ta gấp 3 lần chúng ta. Người ta không bị chiến tranh, người ta không bị nợ nước ngoài. Thế nhưng mà chúng ta đã làm được cái điều đó. Và những cái khu ổ chuột ấy, và tôi nói với các bạn, đường phố văn minh của Việt Nam, ở đường phố Philippines còn những chiếc xe lam, còn những cái xe cũ kỹ này kia. Việt Nam chúng ta đường phố thông thoáng, và chúng ta Hà Nội chúng ta đẹp hơn Manila rất nhiều. Đó là thành tựu của người dân Việt Nam chúng ta. Và nói về cái câu chuyện thứ hai, đó là đất nước Thái Lan. Chúng ta từng nói là Thái Lan đi xa chúng ta 20 năm. Thì tôi nói với các bạn là GDP của Thái Lan là 500 tỷ đô, của chúng ta là 445 tỷ. Chúng ta chỉ còn cách Thái Lan một tháng GDP nữa thôi. Từ việc họ gấp mình hàng trăm lần năm 1990, bây giờ chúng ta đuổi bằng họ được thì đó là một cái thành tựu to lớn. Nhưng mà quan trọng lớn nhất ở đây không phải là cái việc mình theo kịp ai, mà quan trọng lớn nhất là nền kinh tế của họ đang chững lại, và nền kinh tế của chúng ta sẽ đang tăng trưởng rất là nhanh. Nền kinh tế Thái Lan thì đang chững lại, còn nền kinh tế của Việt Nam chúng ta thì đang tưởng rất là nhanh. Đó là cái thế, cái đà của các nước khác nhau. Và cái quan trọng nhất, các bạn comment xuống đi cho chú Tần xem. Các bạn comment xuống mạnh mẽ vào. Các bạn comment một thời ấy, một bạn bảo 433 tỷ là số liệu của năm 2022 và 233. Và nhà nước chúng ta thì tôi cũng nhất đây thì tôi nói về kinh tế đất nước, và tôi chỉ nói một chút xíu mà tôi cũng không dám nói nhiều, bởi vì nhiều khi nó đụng chạm. GDP của Việt Nam về cơ bản định giá chưa chuẩn. Kinh tế của Việt Nam chúng ta phải lớn hơn vậy. Người Việt chúng ta giàu ngầm rất nhiều. Và nền cái GDP của Việt Nam chúng ta đánh giá không chính xác. Nếu như mà để đánh giá lại theo đúng như những gì mà Singapore họ làm, thì GDP của chúng ta bây giờ gần như ta gấp đôi. Ở Singapore không có cái quán bán ở vỉa hè, vào một cái tiệm thuốc tây mua một cái dây dòng gió ra là đều phải ghi hóa đơn này kia đầy đủ. Còn chúng ta đồ bán và tràn lan ra ngoài đường ấy, có thấy những cái bán quán cóc này kia là không có được cộng vào GDP. Và cái đó nó chiếm một thị trường 100 triệu dân thì một năm nó phải cộng thêm vài trăm tỷ nữa. Cho nên tôi nói thật là các cụ chúng ta cũng chơi trò Trung Quốc ấy, là làm nhỏ số liệu đi để hưởng lợi. Tôi tin rằng cái chính sách tuyệt vời nhất của chính phủ chúng ta là chúng ta cũng không có muốn cho GDP của chúng ta nó cao quá, bởi vì khi mà nền kinh tế của chúng ta trở thành đất nước phát triển, chúng ta cũng rất là khó hội nhập. Còn đó là cái chính sách của các cụ, thì xin lỗi tôi không dám đề cập sâu, nhiều khi nó đụng chạm đến bản thân tôi. Và bản thân Trung Quốc họ cũng làm nhỏ GDP đi.